Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến cho học sinh lớp 8 và lớp 9 giúp các em củng cố kiến thức trước khi quay trở lại trường học. Ngoài Hà Nội thì một số địa phương cũng đã có các hình thức tương tự nhằm tăng cường ôn tập cho học sinh trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trường trung học cơ sở khởi tạo tài khoản cho học sinh đang học tại trường và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản ôn tập của học sinh. Học sinh có thể ôn tập kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trên hệ thống máy tính để bàn hoặc laptop, iPad, điện thoại thông minh có kết nối internet. Ngân hàng câu hỏi ôn tập trực tuyến gồm 7 môn học dành cho khối lớp 8, lớp 9 như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh. Mỗi môn bao gồm các bài ôn tập kiến thức học kỳ 1, học kỳ 2 và ôn tập chung. Để chủ động ôn tập kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai vừa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ghi hình tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh qua sóng truyền hình. Theo đó, học sinh khối 9 và 12 trong toàn tỉnh là đối tượng được theo học hình thức này để ôn tập lại kiến thức học kỳ 1 năm học 2019-2020. Chương trình ôn tập sẽ được phát sóng vào 7 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Đồng Nai 1 và phát lại trên kênh Đồng Nai 2. Ngoài ra, các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng chủ động ôn tập kiến thức bằng hình kiến thức trực tuyến cho học sinh. Dù trong thời gian nghỉ học này, học sinh được ôn tập bổ sung kiến thức qua sóng truyền hình và dạy học trực tuyến, nhưng những phương pháp này không thể thay thế dạy trực tiếp. Do đó, sau thời gian nghỉ học chống dịch COVID-19, các trường vẫn phải dạy bù để bảo đảm kiến thức cũng như chương trình học cho học sinh thuộc các cấp học